Các bạn có biết không, khi mà bị tiểu đường ấy thì là trong người luôn cảm thấy mệt mỏi, mắt mờ. Cái bệnh tiểu đường này nó khó chịu lắm. Nếu mà mình để đói quá thì người cứ lả đi, mà nếu mà ăn no quá cũng không được. Tất cả những cái bệnh nhân mà bị tiểu đường, những người bị tiểu đường như mình ấy, thì phải luôn luôn là phải có một cái chế độ tập này, và chế độ ăn uống rất là kiêng khem, rất là cẩn thận để cho lượng đường huyết ở trong máu đi xuống. Thế nhưng mà thú thực với cả các bạn là mình không có nhiều thời gian để mà luyện tập, để mà chăm chút quá nhiều cho bản thân. Thế cho nên mình đã tìm được một cái sản phẩm này. Đấy là sản phẩm viên sủi diabetes này. Tình cờ là như thế này, mình có một người bạn rất là thân, chị ấy cũng là diễn viên và chị cũng bị tiểu đường như mình. Thì một hôm thì chị bảo là: Minh Hằng ơi, chị có một cái sản phẩm này, em nên tham khảo và em nên thử đi. Bởi vì là chị cũng đã thử rồi, chị cũng đã dùng và nó cho một cái kết quả rất là tích cực. Thì mình lúc đầu mình không tin đâu, mình cứ nghĩ là cái bệnh này nó khó, mà uống những viên sủi như này thì chắc gì đã hay. Thế nhưng mà mình cũng nghe lời chị bảo là em hãy thử đi. Và mình thử, thú thật với các bạn là đúng là kết quả thật là tốt. Bởi vì sau một tháng dùng cái viên sủi diabetes này thì là cái lượng tiểu đường trước đây mình đo trước khi sử dụng, trước khi ăn và sau khi ăn, và trước khi uống thuốc và sau khi uống thuốc, là trước khi là 9.3 và bây giờ nó tụt xuống, sau một tháng sử dụng nhá, là nó tụt xuống còn 6.4. Mình vui vô cùng. Không ngờ là cái viên sủi này nó lại hay đến như thế. Và còn một điều đặc biệt nữa này, mình chia sẻ với các bạn là mình rất thích cái viên này. Ở một cái là khi cái hộp nó bé tí 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 này, mình mang đi công tác hoặc mang đi đâu rất là gọn nhẹ, dễ, mình đút trong túi của mình. Thế và đặc biệt là khi uống cái viên sủi này, nó cho mà mình có một cái cảm giác là mình không bị uống thuốc, mà như là mình có, nó có cái mùi thơm ngon như là mình bổ sung vitamin C thôi. Thế cho nên là mình rất thích. Sản phẩm này được nghiên cứu và sản xuất bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương, và nó được chiết xuất hoàn toàn bằng thiên nhiên. Khi uống các bạn sẽ không có cái cảm giác là bị tác dụng phụ như là mẩn đỏ hay ngứa hay gì đâu, mà nó đem lại một cái vị thơm ngon và cảm giác như là mình đang bổ sung vitamin vậy. Thế cho nên mình nghĩ là tất cả những bạn nào mà bị tiểu đường như mình thì khi biết đến sản phẩm này thì sẽ rất tin dùng. Bởi vì cái giá thành của cái sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam nó rẻ hơn rất nhiều với các sản phẩm nhập ngoại. Về những cái viên, đấy là cái sản phẩm của viên sủi diabetes này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.